Xin chào phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 9 tìm x để căn thức sao có nghĩa. Để một căn thức sao có nghĩa thì ở trong cái dấu căn này, dưới cái dấu căn này này, tất cả những cái này nó phải là luôn luôn lớn hơn bằng không. Nó có mới có ý nghĩa. Tại vì dấu căn á là chúng ta căn con số âm là không được. À. Thì như vậy chúng ta hãy xem nè. Vì là x bình phương thì nó luôn luôn lớn hơn bằng không. Đó, bản thân cái con số này này x bình phương nó luôn luôn lớn hơn là bằng không à. Mà cộng thêm 6 nữa thì nó là luôn luôn lớn hơn không. Đó, cộng thêm 6 nữa như vậy cái mẫu số này nè, cái mẫu số này luôn luôn là lớn hơn không. Đó, luôn luôn lớn hơn không. Rồi, như vậy thì mà cái con âm 5 này thì cái mẫu thì luôn luôn lớn không, mà cái âm 5 này như vậy thì luôn luôn bé không à. Tại sao chỗ này nó lại là nó cứ lớn rồi nó bé, nó rắc rối vậy? Trước tiên thì chúng ta sẽ xét cái mẫu à, xét cái mẫu. Cái mẫu này luôn lớn hơn không, nhưng mà nó bị kẹt bởi cái con số âm 5 à, kẹt bởi cái con số âm 5, nó dính chết đi luôn rồi, nó không có bị thay đổi gì nữa hết à. Như vậy thì âm 5, như vậy là bản thân cái cả cái cụm này nó sẽ là bé hơn không à. Tại vì con âm mà chia cho dưới này á là con dương đó, con dương dưới này là dưới cái mẫu này luôn luôn lớn không nè, chúng ta đã xét ở đây nè, nó luôn luôn lớn không, thì con âm mà chia cho con dương thì nó luôn luôn là con âm đó, nó luôn luôn là âm là bé không đó. Đấy, với mỗi x có nghĩa là x ở đây là chúng ta bất kỳ giá trị x nào cũng bất kỳ giá trị x nào, mỗi x có nghĩa là x bằng âm bằng dương 1, 2, 3, 4 vân vân, hoặc là 1.000, 1 tỷ vân vân, thì vào đây thì nó cũng luôn luôn là cái mẫu là dương, nhưng mà một cung âm mà chia cho một cung dương thì luôn luôn là bán không à. Thì cái này thì chúng ta là vậy là không tồn tại x để cái này có nghĩa, có nghĩa là gì, không có cái giá trị x nào để cái cụm này nó lớn hơn không à, lớn hoặc bằng không để có nghĩa à. Muốn có nghĩa là bản thân cái cụm này này nó phải là lớn hơn bằng không thì mới cái căn này nó có ý nghĩa. Cho nên chúng ta không tìm được cái giá trị x nào, không có cái giá trị x nào mà để cái này nó lớn hơn không để cho cái căn nó có nghĩa à. Như vậy thì bài này thì chúng ta không có tìm được ha. Giờ cái này chúng ta sẽ phân tích từ 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 cái này ra à, chúng ta phân tích cái mẫu này ra à, rồi cái tử nữa chúng ta kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ đưa ra cái giá trị là không tồn tại x. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều các loại sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.